Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào các bạn. Thì hiện tại bây giờ là Ngọc đang ở Việt Nam các bạn, nên Ngọc sẽ không chào tất cả mọi người đã trở lại với cuộc sống Mỹ. Bây giờ là gần 6 giờ tối rồi, thì Ngọc có một cái ý kiến là quyết định là Ngọc đã muốn cái này bao nhiêu lần rồi mà lần trước mà không thực hiện được, là bây giờ Ngọc muốn đi ăn thử cái quán của nghệ sĩ hài Trường Giang, là quán Mười Khó ở quận 3 Phố Bảo. Đó, thì bây giờ là Ngọc với chồng Ngọc với lại hai đứa em với lại anh Bảo sẽ cùng nhau đi tới cái quán ăn review cái đồ ăn của quán của nghệ sĩ Trường Giang cho tất cả mọi người cùng xem như thế nào nha. Xin mời tất cả mọi người cùng đến với gia đình nha. Đây nè cô chú ơi, Chi Chay nè, bây giờ Chi Chay sẽ ở nhà với bà ngoại. Vậy đây nè, Chi Chay sẽ ở nhà với bà ngoại 24/24, ba với mẹ đi chơi. Đó, đâu phải dễ mà được đi chơi với nó đâu. Nó về nói chung là những ngày đầu thì em cũng chưa có quen gì cô chú nên nó cũng còn lạ một chút. Với lại còn bay nhiều quá nên cũng còn rất là mệt luôn. Hồi sáng tới giờ là Ngọc chỉ ngủ được, không phải gì sáng tới giờ, từ bữa giờ về tới giờ là Ngọc chỉ ngủ được cỡ khoảng 4-3 tiếng đồng hồ. Bây giờ kẹo hả? Anh hai lấy kẹo của con hả? Con nói anh hai cho kẹo lại đi. Anh hai sẽ lấy kẹo của em. Anh hai trả em đi con. Con muốn mở rau, mẹ mở kẹo cho con nha. Uống mẹ lấy nước cho uống nè. Đó. Đây mọi người ơi, ở nhà có xe nhưng mà không có muốn đi xe là tại vì chạy xe lắm mà Bảo. Ồ, đường xá Sài Gòn giờ này thì cả nhà bạn cũng biết rồi, cho 545 xe đó. Xe đó là xe bút ráp hả Bảo? Không có chỗ để mà đi xe đâu. Bút ráp đi trời ơi, bốn đứa đi trong hẻm gì đi, như bốn đứa giang hồ đi không? Thấy bạn bây giờ xe tới rồi, mình sẽ đi qua đường. Lên xe đi rồi thì Ngọc không biết bao lâu nữa sẽ tới cái chỗ đó nữa, cỡ chừng chắc khoảng nửa tiếng tới 45 phút hay sao ha. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc để ăn thử cái quán của danh hài Trường Giang, đã nghe danh rất là lâu rồi thì để coi như thế nào nha mọi người nha. Xin mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi cái video này. Cái quán này nằm ở địa chỉ 27 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn nào muốn tới đây ăn thử nha. Ở đây là có những món đặc trưng chỉ có 10 khó mới có. Món bánh tráng cuốn thịt heo, rồi cá cuốn bánh tráng, rồi món gà rô ti nữa nè. Rất là đặc biệt luôn. Những món kho của Quảng Nam mình. Đó, thực đơn giá tiền. Đây là đúng là quê hương miền Trung luôn đó. Cá kho, cá chiên, thịt kho. Thì bây giờ thử order vài món đặc sắc của cái quán này nha mọi người. À, thì trước hết là mình thấy một cái này gọi là cái gì ta? Không phải mà cái này để cái chén này là rất là phong cách là quê hương á, ở ngoài quê á. Cái chỗ để muỗng, cây đũa đâu nè. Cái kiểu ngày xưa của mình đó các bạn, nhìn rất là nhớ quê hương, nhìn rất là nhớ ngày xưa dấu.
are going to try some traditional Vietnamese food. I'm so excited. I cannot wait. Ngồi ở đây cũng rất là thoáng mát luôn. Rất là mát, không có cần máy lạnh gì. Cái này mấy cái đèn này giống đèn lồng Hội An. Quên, cái này nó chết luôn, không dài được. Wow, cái này là thịt heo ngâm, nước mắm cuốn bánh tráng. Đây là cái bánh tráng của miền Trung. Còn đây là những cái chén nước chấm à. Cái này là mắm đêm à. Mình có thể nào có xin được một chén nước mắm thường được không anh? Dạ, cho em. Dạ, cảm ơn anh. Là nước mắm bình thường á, mắm chua ngọt chứ. Ừ đó. Đây nè mọi người ơi, thì đây là một cái mạt mà thịt heo ngâm nước mắm cuốn bánh tráng. Thì mình được khoảng vài lát thịt trên này. Thì đó, với lại một chút rau. Thì đây cái mạt này có giá là 155.000 tiền Việt Nam nha các bạn. Không muốn nói cái giá cho tất cả mọi người mà ai mà chưa đi thì biết, có thể biết cái giá. Không, cái này là cá hấp. Cá hấp cũng cuốn bánh tráng luôn. Cái này có một con hả? Dạ. Cá này cá gì vậy ta? Cá nục, cá nục. Cái này là cái mè. Cái gì mình cũng xí vậy đó. Xí hơn nhiều. Ồ, rất là hấp dẫn luôn. Mình còn cái món khô quẹt ra nữa không anh? Dở ra luôn, dở ra luôn anh bảo luôn. Rồi, bỏ mẹt cơm qua đây. Wow. Có mì quảng luôn. Qua đây, giữa. Thôi. Sẽ to khổng lồ. Rào quá đã quảng. Đây này, đây. Bỏ ghế nè. Xin mời cả nhà. Rồi, xin mời tất cả mọi người nha. Chicken. Okay, chicken. Ngọc quá thì Ngọc muốn ăn được cái món bánh tráng. Thì cái này là cái bánh tráng của miền Trung. Miền Trung đây. Tráng này ở ngoài Quảng Nam nội. Ở đây đó. Không thử đâu. Cái này Ngọc thì các bạn biết là Ngọc là một con nửa là Bến Tre, còn một con nửa là ba Ngọc Quảng. Okay. Yeah. Nên là Ngọc rất là thích ăn những cái món cuốn. Thì các bạn thấy cái dĩa rau đây rất là hấp dẫn luôn bảo hả? Đây, các bạn sang quay cho các bạn xem Ngọc chị Ngọc nướng cuốn cái này ha. How's the chicken, baby? Vâng. Phần này ta sắc bằng dao hay là bằng máy á. À, mỏng quá. Mỏng. Đây là có rau đắng rồi hả? Rau đắng một sao hè. Còn thêm rau đắng một sao hè. Đây. Đó. Rồi bây giờ cuốn vô nè. Bỏ cái dưa leo vô. Đó rồi, còn bỏ hai miếng luôn rồi. Dưa leo là món chính của Ngọc trên này mà. Đó, các bạn. Cái người ta có cho cái món mắm đêm này nè, mắm cái á, nhưng mà Ngọc không ăn được nên là Ngọc xin bạn đó cho Ngọc một miếng nước mắm này. Thì thôi, xin mời tất cả mọi người nha, chảy nước miếng luôn á, tại vì Ngọc đang rất là đói bụng luôn. Xin mời mọi người. Em bảo được cảm nhận trước đi. Và cái nào ngon. Wow. Và bánh tráng không có dài. Tráng nó là nước mắm rất là cay. Rất là đậm đà cái mùi nước mắm của miền Trung. Tại miền Trung ăn rất là mặn các bạn. Nếu mà chấm nhiều là mặn dữ lắm luôn á. Tại vì quên. Thịt heo này đó đã ngâm nước mắm sẵn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Quá ngon. Ừ. Bánh tráng mình cắn luôn, cá nó bể liền. Ừ. Nó không có bị bở mà nó cắn thì nó bể liền mà nó không bị dai. Ừ. Ngon. Ngon. Bây giờ thử ba cái không? Cá mình thách. Đây là các bạn, cá đồng thách.
What's this? This is like a bye bye. Hôm nay đặc biệt là bà Bảo với Ngọc là gọi con những cái món ăn năm đặc sản của miền đặc sản của quê hương không ạ? Cá hấp này là ở dưới này có gì đây? À, có nấm mèo nè. À, có cắp Ngọc mấy rau. Cái này xương này hình như mình ăn được luôn hả? À, phải. Không được hả? Phải là đi chứ còn. Nát xương. Có miếng nữa. Cá thơm tươi mà cái này nấu cá nục chứ là mình thấy cái da như là cá bạch sa Sapa ở Sapa nhá, cá như là cá bạch sa Sapa chứ đó, cái này vô cả cá nục cuốn nè. Wow, rau sống đã quá mọi người ơi, rau sống quá đã luôn. Dùng đây nữa ha. Múc hai cái cuốn này vô là no luôn rồi đó. À, rau đúng là đúng là rau đã bà ha. Nó làm sạch sẽ. Ồ quên. Gì nữa? Trời ơi, có chuối chát. À, có chuối chát với lại có xoài nữa bảo. Ồ, có xoài nữa nè. Ồ, xoài này xoài gì nè. Xoài đó, vậy mới đúng nè. Cá thơm không có bị tanh. Alo. Nước rồi. Quá ngon luôn. Lá. Cá ngọt này. Hey, you get soup too, baby? You get soup too? How's the food, baby? Oh, the food is excellent. Yeah? So you should try each of them. Fit nè. Là cả nhà. Rất là ngon luôn á. Đây, cái này là cuốn với cá đó, có thêm xoài, cái này rất là đặc biệt lạ nha. Bữa sau bữa sẽ về nhà có thử xoài và chát, đặc biệt tôm rau tươi sống. Bây giờ Ngọc sẽ gắp cho. Ok. This is some noodle, huh? Yeah, gắp cho trong phong tử một miếng mì quảng. This is mì quảng, baby. Like dry, right? Yeah. No, this is how mì quảng supposed to be. Very little. Of the broth. Very little broth, I got you. Yeah. Okay. Good, good, good. Ngon quá. Ngon ha. Con đi ha. Cái món tiếp theo mà con muốn thử đó là sẽ là món gà. Am I supposed to get some crunchy? Yeah. Đây có bánh tráng, bỏ cái miếng bánh tráng lên chứ. Ở đúng luôn ha. Ừ, phải đúng luôn á, phải hỏi chứ. Đó. Rồi. Nó sẽ bị quá. Good. Yeah. Ngon. Yeah, ngon. Giờ phải ăn thử cái miếng gà rô ti, cái mẹt gà rô ti này nó sao? Ngon. Có vị của nước mắm. Ngọt ngọt. Rô ti này dạng như cái nước mắm vậy. Còn nóng luôn. Nóng luôn chứ tỏ là tao mới làm. Đúng rồi, mới làm đấy. Nóng. Giờ ăn thử miếng mì quảng nè. Ăn thử cọng mì trước rồi là biết. Mì quảng rồi nó không có nước, ít nước lắm. Còn nước là không có nổi. Wow. Có cái mùi thơm rất là đặc biệt. Bảo thử gấp đũa mì quảng ăn thử không? Bảo biết Ngọc đang nói gì. Dạ. Dùng thử đi Bảo. Now you try it. Yep. Yeah. Tell us about what you think. Bảo ăn thử đi, Bảo biết.
cause your review. Phải không? Mắm cá. Mắm từ từ. Thấy chưa, cái mì quảng này nó hơi bị lạ. Sao mà hồi nào giờ chưa có bao giờ ăn cái mì quảng nào mà cái mùi như vậy nè. Rồi mới ăn mấy cái này. Bây giờ qua thử thử lại đi. Thử lại nha. Tô mì quảng dễ thương lắm. Thương xí. Xí. Rau nha. Chà bài bản gì? Bài bản luôn. Trước thì quên luôn. Mấy mắt cát rồi ạ. Cát luôn. À, chào em. Chị cho em chụp tóc chị nha. Dạ được chứ, dạ. I'm okay. Are you my fan too? Just kidding. Nhờ bạn kia chụp chụp không? Chị Ngọc gặp fan nè các bạn. Cho em lên sóng nha. Rồi cho lên sóng luôn. Đây Ngọc đang ngồi ăn thì có một cái bạn này chạy lại. Em tên gì? Dạ em tên Yến Nhi. Yến Nhi chạy lại. Có thích chay không? Dạ có. Thích chay vào đây quên. Chay ở nhà rồi. Dạ. Chị cảm ơn em nhiều nha. Yến Nhi nha. Thích chị lắm. Cảm ơn em. Dạ. Em đi với quán này hả? Dạ. Dạ. Để chúng em ăn ngon miệng. Bye, thương dễ sợ. Cái món mì quảng mà Ngọc có nó làm đặc biệt như thế nào để thử coi. Gì bảo bao làm hồi hộp. Không phải, bạn nghe có cái mùi lạ. Ừ, cái mùi lạ. Ta muốn nghe một cái nó coi là nó lạ cái gì mùi gì để mình nghe ra luôn đúng không? Ừ. Anh bảo là thằng đồng nấu ăn nên là ở ra ra luôn. Cho ra luôn đó. Không có gạo, không có lá. Đừng ép lại. Ép lại là mệt đó. Sao? Bậy rồi bỏ bánh tráng vô một vài một. Không, giờ bỏ bỏ rau vô nhiều quá. Chặn mấy cái mùi mà. Nó có một cái mùi gì đó. Nó hơi lạ lạ. Đúng rồi. Hồi nào giờ Ngọc chưa bao giờ ăn mì quảng mà có cái mùi như vậy là tại sao kỳ vậy? Đặt dấu chấm hỏi. Anh bảo là biết luôn á, anh bảo là chuyên nấu ăn nên anh bảo đang cố gắng. Chưa ra được luôn hả? Đây có thể là một cái công thức của người khó nghe. Đúng rồi, có thể tại vì biết là những cái đầu bếp mà làm cái quán này đó là những người ngon. Thân hoặc là những cô ngon. Chú được mời vô từ ở ngoài quảng đem vô làm á, chứ không phải là những người mà ở Sài Gòn hay là sao, những người đúng chất quảng luôn mới vô đây làm những cái món ăn. So far so good, right baby? So far so good, yes. Rồi bây giờ cái món nào mình chưa, bây giờ món mình chưa thử là cái món kho quẹt. Next thing to try, huh? Giờ cái món tiếp theo Ngọc với chồng Ngọc sẽ thử là món kho quẹt. Baby, can you say kho quẹt? Kho quẹt. Rồi, bây giờ sẽ chấm cái món này với rau. Gấp nhiều nhiều vô. Gấp nhiều nhiều vô hả? Ngọc có rau, Ngọc sợ lắm, Ngọc không có một xíu. Gấp nhiều nhiều vô mới được. Đây, rồi. Chấm vừa vừa thôi, chấm quá ái nhiều quá lắm bạn. Rồi, ok rồi đó. Ngọc nè, sẽ gấp vô miếng này. It's got a fishy taste to it. Yeah. A little spicy too. Yeah. Đó. Hi. Nên là mọi người ơi, bây giờ thử cái kho quẹt của mình khó nha mọi người. Để quên thằng đó, kho quẹt luôn ha. Oh, it's spicy. Wow. Wow. Đối với chồng Ngọc là hơi cay. Đúng rồi. Tất cả những món trong cái quán này hình như đều có ớt trong đó. Tại vì người miền Trung người ta thường ăn cay. Sorry baby, I didn't know that. Các bạn coi mặt của chồng Ngọc nè. Bây giờ là cay quá trời cay rồi. Ngọc cũng không biết luôn. Ngọc không biết trong đó là cay như vậy luôn á. Nhưng mà cái rau, cái mùi ăn rất là lạ luôn các bạn. Cái mùi rau này là nào thì Ngọc chưa ăn nè. Hình như trong đây có rau muống nè. Bây giờ lắp miếng rau muống. Rau lan. Rau lan với rau gì. Trời ơi mà ăn cơm ngon. Cơm ngon hấp dẫn. Đó là người ta dùng cái con tôm khô nhỏ cái này. Cắn vô nó nghe được mùi cơm của tôm khô. Kho quẹt này là chỉ cần cái đầu này thôi, ăn hết được đó. Đúng rồi. Quá đã luôn mọi người. Nghe rồi ha. Quá ngon luôn. Quanh đưa quanh xâm khúc. No, no, water's good, thank you. Wow, quá ngon. Trong đây á có tôm khô, rồi có ba chỉ, ba thịt ba chỉ, rồi vậy thôi đó. Tôm mỡ, tôm mỡ.
một cái nồi kho quẹt này hồi nãy thì giá bao nhiêu tiền mọi người? 65.000 đồng cho một cái nồi kho quẹt này. Còn cái gà này đó là 365 ngàn cho cái mẹt này. Rồi cái tô này mì quảng này thì 65.000 luôn. Còn cái cá hấp này như bác? Trong mấy luôn, 155.000 phần. Đó, thì Ngọc muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết cái giá. Nếu mà mọi người không tới ăn thì mọi người cũng biết cái giá rồi. Mà mọi người muốn tới ăn thì mọi người cũng biết cái giá của cái quán này là sẽ như thế nào. Thì bây giờ là nói chung là hồi nãy giờ tất cả các món thì thấy món nào cũng ngon bảo hả? Đúng rồi. Món nào cũng ngon. Thì bây giờ gia đình Ngọc sẽ tiếp tục dùng bữa tối để ăn hết cái bữa ăn ngày hôm nay này, tại vì rất là đói và rất là ngon luôn. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip mà đi quay cái quán review ăn ở quán của nghệ sĩ Giang trên Hai Trường Giang. Đó, đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Giống như là từng món ăn khác nhau đưa cái miệng mình á đi tới từng cái như cái vị giác của mình đã đi tới từng những cái cung bậc khác nhau luôn. Rất là ngon luôn. So what was your favorite before you sign on? They all my favorite, to be honest. I like them all. You liked it all? Which one did you like the best? Chồng Ngọc Bánh Hỏi. Chồng Ngọc Bánh Hỏi Ngọc là cái món là Ngọc thích nhất. Nhưng mà theo Ngọc thì Ngọc cái món là Ngọc không thích đó. Nhưng mà anh hỏi anh bắt Ngọc phải trả lời cái nào mà thích nhất. Thì nếu mà cho Ngọc chọn á, was it the Mi Wang? Because that's your favorite mà dish? Cây nhà lá dường đi. Ngọc chọn món không không quẹt là cái món mà Ngọc thích nhất. This one. Oh, that one. Oh, okay. Chỉ ăn với cơm trắng, với rau, chấm xôi. Oh, I'm sorry, I didn't ask you. What is your favorite? Không bảo cá hấp ngon chứ. Ngon đàng hoàng, nói chung là tất cả mọi thứ đều ngon. Nhưng mà tại vì chỉ bắt Ngọc phải chọn. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa đó. My favorite was the chicken. Chồng một nói món anh thích nhất là cái món món gà. But you know what? I think I like the meat one more. Anh thích gà nhưng mà anh nghĩ là anh thích cái món mì quảng là nhiều nhất luôn. I like the chicken because it was like normal. But the meal it was bad. Yeah. Okay. So we had a good meal, right, baby? Yeah, great meal. Thì thôi bây giờ Ngọc và gia đình sẽ tiếp tục dùng bữa tối để ăn hết sạch cái bàn này đây. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Có những cái quán mà những cái địa điểm nào mà mọi người muốn Ngọc tiếp tục review thì mọi người hãy bỏ cái comment ở dưới để cho Ngọc biết để còn thời gian còn ở trời. Cảm ơn. Ngọc sẽ cố gắng review tất cả các quán mà mọi người yêu cầu nha. Mấy cái chào. Cảm ơn. Yeah. Please like and subscribe.